Xin kính chào quý cô chú bác anh chị em trên mọi miền tổ quốc đã quay trở lại với kênh. Hôm nay mình tiếp tục trở lại với bãi kiển của Hoàng Thanh ở chân cầu Bình Thủy 2 trên đường Võ Văn Kiệt, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ như quý cô chú anh chị. Chia sẻ giao lưu cùng quý cô chú anh chị một số hàng siêu phẩm chơi Tết ha. Cúc Phượng Hoàng, cúc VIP, giảo quấn lê cho quý cô chú anh chị. Rồi, kính chúc cô chú anh chị các bạn xem clip thật là vui nha cô chú ha. Chọn được cây nào ý của chú anh chị liên hệ trực tiếp với Hoàng Thanh giúp kênh nha quý cô chú nha. Thì cũng cô chú chị xem kênh cũng nhiều cũng lâu rồi thì mình quay cho chủ cây, cô chú chị thích cây nào liên hệ trực tiếp Hoàng Thanh dễ hơn nhanh hơn nha quý cô chú nha. Rồi mình cũng xin vô clip nha cô chú anh chị. Rồi Hoàng Thanh chào các chú các bác anh chị trên mọi miền đất nước á. Hôm nay Hoàng Thanh có về một số mai giống mới nè, giảo lơi, quấn lơi ha. Đó tàn tùm luôn. Kế đó là cúc phượng hoàng với cúc VIP của anh chị ơi. Hàng là bông siêu bông luôn. Cúc phượng hoàng là cây ghiên ha. Rồi. Đầu tiên là cây giảo quấn lơi. Đó, cây này số. Mã số hôm nay giao lưu là F1 nha cô chú anh chị. Là một cây giảo quấn lơi nha, giống mới nha cô chú. Xù anh chị. Xù luôn anh chị ơi. Nó xù vô me luôn ha, đường cục ha. Đó, rất là dữ ha. Cây này là giống mới ha cô chú nha. Đó, bao hàng luôn anh chị ơi. Cây này ghép được coi 2-4 bò. Đó, rất là đẹp ha. Cái độ quấn của nó không giống như mai sắn kia nha cô chú. Sắn kia thì nó quấn quậm quá thì cái tàn nó nhỏ của chị ơi. Nhưng cái này nó cứng lắm, còn cái này dở lên thoải mái. Rồi, hoành là 18 của chị ơi. Rất là dẻo ha, chiều cao 75. Tàn ngang là 70. Cái này không bao chậu của chị ơi, bao chậu trong quá trình vận chuyển nó bể chậu ha. Ảnh hưởng cây. Nó quấn này nha cô chú anh chị, nhưng mà nó hơi lơi lơi ha. Nó có quặn không có co rút vô nha quý cô chú nha. Rồi cây có mã số F1. Cây này Hoàng Thanh truyền xa giá là 1.200.000 ha, bao ship toàn quốc luôn. Rồi cũng rồi tiếp tục là cây mã số F2 cũng là một cây quấn lơi luôn. Mã số F2 là cây F2. Cây mai quấn lơi luôn nha quý cô chú anh chị nha. Cây này quá trời nó được cục bú đây nè. Đó. Trên lưng em có cục vàng. Anh cõng em về mà té vàng té bạc ra ha. Nó hoành 23. Văn thơ luôn chị ơi. Thơ gì đâu, văn gì kỳ. Chiều cao 42, tàn ngang 50. Quý chị nào yêu mến Hoàng Thanh hãy liên hệ cho Hoàng Thanh chốt cái mã số ha. Qua số điện thoại là 0939990512 chị ơi. Rồi cây mã số F2 nha cô chú anh chị nha. Rồi cây này ghép cũng 4 bo nha cô chú anh chị. Mai quấn lê nha cô chú ha. Rồi cái này Hoàng Thanh yêu chị xa giá là 900k quý chị ơi. Rồi 900k nha cô chú anh chị. Mã số F2 900. F3 quý chị ơi. Cây này sửa lại tàn cho đứng rồi nè. Đó. Đó là cây giảo quấn lơi mã số F3. Quá đẹp quý chị ơi, siêu phẩm, siêu phẩm. Cây này tớm là siêu bông ha quý cô chú nha. Lặt lá ra rất là đẹp quý chị ơi. Hoành là 17 quý chị ơi. Chiều cao là 80. Tàn ngang là 70. Cây có mã số F3. Rồi F3 950k quý chị ơi. Rồi 950k mã số F3 nha cô chú anh chị. Nếu mà không Covid á, bán những cây này bán ít nhất 1.700.000 của anh chị. Nhưng mà Covid bán 950 thôi. Lời vài chục nhưng mà vui. Rồi. Tất cả cùng cầm cự qua thời Covid nha cô chú anh chị. Rồi xuống cây luôn, F3 950k. F4 của anh chị ơi. F4 cũng là một cây giải quấn lơi dáng bay nha cô chú anh chị. Một con thú nằm bay luôn. Con thú này bay đâu đây? Chắc bay vô nhà cái chủ nhân mua cái cây nó. Mua nó ha. Mang tiền về nhà ha. Rồi. Hoành là 22 của chị ơi. Mang may mắn đến cho gia chủ ha. Rồi, chiều dài nó là 32. Chiều cao là 56. Còn chiều dài cái tàn là 50. Rồi. Cô chú chị các bạn có thể mua này về lấy rất là nhiều bo nha quý cô chú anh chị. Bò luôn. Giống này dễ ghép lắm chị ơi, phải vô quấn quậm ha. Rồi cho mã số F4 là nhiêu đây? Rồi 950k của chị ơi. Rồi 950k cây nhỏ quấn lên mã số F4 nha quý cô chú. F5 của chị ơi. Mã số F5. Đó, cây này về mình kéo tàn ra thì thôi thì nó tùm luôn ha. Đó. Rồi, hoành là 25. Đó, cây này đế quá trời luôn, đế kiểu gì không biết nữa. Chiều dài đế là 29. Đế giữ luôn ha. Quải luôn, chiều cao là 60. Rồi cây này là giao luôn cô chú chị là 850k luôn. Rồi, hoành 850k cây giảo quấn lơi mã số F5 nha cô chú chị. Rồi, mã số F6. F6 cũng là một cây mai giảo quấn lơi nha quý cô chú. Hoành là 24. 24 hoành. Chiều cao 50. Tàn ngang là 60. Cây có mã số là cái nhánh nó
F6 của anh chị ơi. F6. Rồi 950k của chị ơi, bao rẻ bao ship toàn quốc luôn. Đây là một cây cúc bi đúng rồi. Hết phía đường cúc gì luôn. Cây có mã số là F7 đúng không? F7 mã số F7 là cây cúc bi nha cô chú. Đó, cô chị xem cái đế nó dựng gắn nè, đó. Cúc bi tiên sinh của ông tiên sinh sáng tạo. Ông nhân ra được mấy cây ghim. Này là cúc bi Hoàng Thanh nha cô chú, Hoàng Thanh bán. Hoành là 12. Chiều cao là 87. Tàn ngang là 72. Chiều cao 87, tán ngang là 72 nha quý cô chú anh chị. Rồi cây có mã số là F7. Rồi 1.800.000 của chị ơi, bao ship toàn quốc luôn, một cây ghim ha. Rồi. Sao ghim trời. Rồi tiếp tục là một cây cúc phượng hoàng đó chị ơi. Bông bông chùm rất là đẹp nữa chị. Đặc biệt nó là bông chùm, cúc phượng hoàng đặc biệt là bông chùm ha. Có mấy cây có cái nụ bông á cô chú ha. Hồi nữa coi tìm coi có cái nào có nụ không. Nó nở ra bông là bốn mấy cánh không có gì á. Cái bông nó là bông chùm ha, bốn mấy cánh rất là đẹp ha. Cái này cái này không phải là ghép từ gốc nhớt không chị ơi, vô dây hồi nhỏ nó có cái ngắn nha. Đây, nửa cái trò này nó đâm ra của chị sẽ thấy ha. Cái này Hoàng Thanh đang ngủ để mà bắt gắn hổ hành gắn chung á. Ờ, cái này chổi tàn lắm chị ơi, tàn nó quá trời xum xê ha. Rồi. Người ta ủ vậy hay có gắn chung giờ vô đó. Hoành là 13. Ủ đế khác. Đo đường kính đế thì chỉ đo không nổi trong đó rồi. Trình kính đế là 32. Kính bầu là 32. Chiều cao là 110. Tàn ngang là 75. Rồi cây cúc phượng hoàng mã số F8. Cây này Hoàng Thanh cho chị xa giá là 2.200.000 ha, bao ship toàn quốc luôn. F8. Trời nặng. Rồi cây này là phượng hoàng cúc của chị, nãy cúc phượng hoàng. Bông là 24, 36, 54, 50 cánh của chị ơi. Bông chùm ha, chùm chùm luôn. Quá trời bông luôn, cái này vô cái chậu đẹp thì thôi quá tuyệt vời luôn. Có một cây như thế này thì bông chùm 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 thì chơi Tết quá tuyệt vời ha. Cây này hoành phá 13 của chị ơi, hoành 13 ha. Nó đo không nổi rồi. Chiều cao là 84. Tàn ngang là 80. Cây cúc phượng hoàng mã số F9. Nãy mình nói chơi gắn với Hoàng Thanh sợ tết trong đò rồi, đưa vô. Rồi cái mã số F9, cái này lấy bo thì thôi quá trời nhiều luôn. Mình lấy một cây ghim thế này mình về mình nhân ra thành F1 ha, thì quá tuyệt vời luôn. Lấy từ cái giống từ nó ra thì nhân ra thì rất là chuẩn, rất là đạt ha. Rồi F9 giá giao luôn của chị 2.100.000 ha. Hỗ trợ phí ship toàn quốc luôn. Phượng Hoàng Cúc. Tiếp tục là cây F10. F10 của chị ơi. Xả hàng thời Covid luôn. Bữa hổm bán 2.8 triệu, bữa nay bán 2.1 triệu. Hàng nó đang gắt hút nha. Tại Hoàng Thanh xả luôn. Xả đang đi Bình Dương của chị ơi. Mới đi Đà Nẵng cũng được nữa. Hoành là 13. Của chị nào ở Đà Nẵng mua cây đó thì em ra tới ngoài luôn, giao luôn. Ở ngoài luôn. Chiều cao là 105. Cái mua thì Hoàng Thanh thì kể ngoài ngoài luôn. Tàn ngang là 72. Anh nào đẹp trai thì cũng ở luôn. Lưỡng tính luôn hả? Rồi, của anh chị nào thích mã số nào thì liên hệ cho Hoàng Thanh nha. Đúng mã số của chị ơi, chốt cây đúng, gửi đúng nha. Rồi, mọi sự đều vui vẻ, may mắn đẻ tiền bạc ha. Rồi, mã số F10. Cái này Hoàng Thanh với anh chị xa giá là 2.200.000 ha. 2.200.000 mã số F10 nha quý cô chú. Rồi tiếp tục là mã số F11. Rồi F11 nha cô chú anh chị. Là một cái cúc phượng hoàng luôn chị ơi. Cúc phượng hoàng mã số F11 luôn nha cô chú anh chị. Tàn quá chừng luôn, cũ quá chừng luôn. Hoành là 14. Chiều cao là 88.
Tàn ngang là 69. Dễ cám dữ thần luôn nha cô chú. Cái cây này về về mình nuôi nữa ha, cái đế là thành đế nôm luôn các chị ơi. Đó. Ha, mình lắp mình ủ lại nữa, đế nó lớn lên ha. Rồi. Đây Hoàng Thanh số lượng nhiều quá, Hoàng Thanh nuôi không sể ha. Rồi F11. Cái này Hoàng Thanh nếu chị xa giá là 2.100.000 của chị ơi. Cái cha 100 đó không phải tiền ship mà 100 đó là tiền lời đó của chị ơi. Cho Hoàng Thanh lời chút đỉnh hay lời 100 ngàn ha. Cô chú chị hỏi ở 200 ngàn là gì ha? Bao ship là tiền ship ha, hôm nay Hoàng Thanh trả lời gì mấy bạn. Thí dụ cô chú chị trả Hoàng Thanh còn 2 triệu Hoàng Thanh sẽ giảm cho 50k 2.050.000. À. Cây tiếp tục là cây mã số F12. Đúng không? F12. Rồi cây này bộ đế thôi super vip luôn quý vị ơi. Nó đang quay bạn cho nói đế cái giật giật chân nha. Cái đế hết hồn cho cô chú. Quá trời cái bộ đế. Mà nó bị gào rồi. Nó bị gào. Chỗ cái tàn nó lên nhưng cô chú cái này về gỡ ra cũng bình thường nha cô chú anh chị. Tại mình để gì cho chắc ăn nó không gãy nhánh mơ ha. Lúc vận chuyển cũng không bị sợ vấn đề gì ha. Gỡ ra nhiều khi nó gãy nhánh của chị ơi. Uổng lắm, một nhánh nó của nó là một chùm bông rất là uổng ha. Công sức nuôi rất là cực khổ, quanh 14. Cái này cái củ không thể nào đo được, thường thường cái củ nó trung bình là 40 ha. 40, 38, 40 cái củ. Thân nó lắc từ dưới gốc lên tới ngọn là tươi tốt luôn, đang húng trời non luôn của chị ơi. Nụ bông thì thôi nè, chùm chùm luôn rồi. À. Quá trời luôn ha. Rồi, chiều cao của nó là 110, 1m1, tàn ngang là 75. Rồi cái này Hoàng Thanh giao luôn chị gần xa F11 là 2.200.000 ha. F12 2.200.000 của chị ơi. Tiếp tục là cây mã số F13 kiếm gì chim đấy ơi. Quên lên có xuống chỏ nặng quá luôn chị ơi. Quá trời cái cây này nó gào. Em không biết đường nào em vui vô luôn. Mã số F14 của chị ơi. F13 ha. Rồi, hôm nay Hoàng Thanh chỉ 14 cây thôi, còn cây nữa là cây cuối cùng luôn. Đây là một cái cúc phượng hoàng. À. F13 của chị ơi. Hoành này chắc em nghĩ chắc 14 của chị ơi. 14 15 gì đó. À, không có tay vậy. Gỡ ra thì lúc vận chuyển nó dễ gãy lắm của chị ơi. Chiều cao là 105. Tàn ngang là 75. Đó, cây lắc lượng từ dưới gốc tới ngọn ha. Lá rất là đẹp, rất là ok. Hàng là bao không kích thích rễ ha. Trong vòng nửa tháng lúc vận chuyển. Rồi cái này Hoàng Thanh với chị xa giá là 2.100.000 luôn. 100.000. Nè nè nè, chim cái. Là một siêu phẩm. Cái này có nụ này. Cái gãy. Để đại luôn ha. Úc luôn. Rơi luôn. Có gì chim đó nè. Đó. Đó này đó. Cái này có cái nụ nha quý cô chú. Lấy cây mày đặt tao vậy. Chà bá luôn cái này cái gì anh ơi? Cúc phượng hoàng hả? Ờ, phượng hoàng anh ơi. Ôi ôi cái nụ của nó. Cô chú ơi. Gì xem cái nụ là bằng út á. Đó. Nửa út ha. Bông chùm đây nha cô chú. Phượng hoàng là đặc biệt là bông chùm của chị ơi. Mã số F14 là cây cuối cùng của clip ngày hôm nay luôn. Không, 14. 14 à, hết rồi. Cái đó không phải giống nó. Rồi F14. Rồi trời cái củ này quá trời đẹp. Siêu phẩm đó chị ơi. Nè, nhìn cái củ nè. Y ra như một con rắn luôn. Đó, quá đẹp phải không? Củ này thôi nuôi thì nó lớn lên thì y ra như là một con quái thú luôn. Con gì không biết nữa. Rồi, hoành là 11. Từ khi bây giờ nó là gắn của chị về nuôi nó quá gồng luôn của chị ơi. Gắn quá gồng ha. Rồi. Hoành cũ của nó là 31. Nó hút cá chép rồi. Chiều cao là 103. Tàn ngang là 77. Cây có mã số F14 là cây cuối cùng của clip ngày hôm nay luôn. Cái này Hoàng Thanh giao lưu chị xa giá là 2.500.000 ha. Bao phí ship toàn quốc luôn. Rồi. Rồi cuối clip Hoàng Thanh xin cảm ơn các chú các bác anh chị đã theo dõi clip và ủng hộ Hoàng Thanh. Nếu anh chị chọn được cây nào thì họ gọi cho Hoàng Thanh ha, đúng mã số của anh chị. Rồi xin cảm ơn các anh chị, hẹn gặp lại clip sau. Rồi mình xin kết thúc ở cái nụ này luôn.